Julie Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của bác sĩ John Saito, là Triple Board Certified. Tại sao là Triple Board Certified thưa quý vị? Là bác sĩ John Saito có Board Certified về Pulmonary là về đường phổi, Pediatrician là về nhi khoa, và Sleep Medicine tức là điều trị về những cái chứng bệnh mất ngủ, và đó là tại sao mà bác sĩ John Saito có Triple Board Certified. Rất là khó để mà có được ba cái Board Certified thưa quý vị. When we talking about lungs growing, lung development, when is the most important age of the child for being a good development for the good lung? Right. That's a great question. I get that a lot. Prenatally, during the pregnancy, is very important to take care of the baby. The less stress, the better nutrition will be really helpful to get a good start. But the studies show that the lung development, as much as 80%, is done by 6 years old. Oh, wow. Right. Mm. So the remaining 20% is up to 21 or 25 years old. It depends a little bit. But that's why it's so important to take care of the lungs and to reduce any toxic exposure that can affect the development of the lungs. Vâng, mời chị Teresa. Dạ, Teresa xin dịch lại những lời mà bác sĩ Saito vừa nói. Thì cái giai đoạn mà quan trọng nhất của trong cái thời kỳ phát triển phổi cho các trẻ em là cái giai đoạn mà người mẹ mang thai. Và cái giai đoạn mà sau khi mà người mẹ sanh các cháu bé ra đó, thì trong vòng cái đầu tiên 6 năm đầu tiên của bé đó là cần phải cho cháu ở trong một cái môi trường rất là sạch sẽ, clean, cũng giống như là mình cũng vừa nói về cái phần hút thuốc, về cái third hand. Thì nếu mà người mẹ và người cha nên chú ý, người cha đừng nên hút thuốc ở trong nhà. Người cha nên ra khỏi nhà khoảng chừng 16 hoặc là 20 feet away để mà hút thuốc. Tại sao mình nói điều này là tại vì mình thấy điều này rất là phổ biến trong cộng đồng của người Việt Nam của mình. Người cha hầu như là không để ý tới các cháu bé ở trong nhà, và nhiều khi mấy cháu hơi lớn lớn tuổi 2-3 tuổi thôi, người cha nói ô nó lớn rồi không cần phải lo nữa, thế là cứ hút thuốc chung quanh đó. Thì như vậy là ảnh hưởng tới cái phổi của cháu và sau này có thể là cháu sẽ bị cancer. Đó là 80% của 6 năm đầu tiên, còn lại 20% đó thì lại thuộc về cái giai đoạn của từ 21 cho tới 25 tuổi. Do đó vấn đề mà chăm sóc để mà các cháu có một cái bộ phận lân tốt để mà các cháu được sống và thở tốt cho cái cơ thể thì đó là một điều quan trọng nhất. Và đồng thời cũng nên detox cái môi trường, nghĩa là tất nhiên là chăm sóc cái môi trường được sạch sẽ. Vâng. Chưa kể là thưa quý vị, khi mà cha mẹ hút thuốc như vậy, các con nhìn thấy mình hút thuốc thì sẽ bắt chước. Và dạ, nghĩ đúng là nếu mà cha mẹ tôi hút thuốc được thì tại sao tôi không hút thuốc được? Đó là lý do tại sao mà các bác sĩ thường xuyên khuyên chúng ta là khi mà hút thuốc hoặc là gì là cũng tránh xa các em, và cũng nếu bỏ được thì bỏ. If they can stop smoking, that would be great. Absolutely. And everyone around them. So they need the support for reducing the exposure. Now this exposure is not just, tobacco smoke, any smoke exposure. So whether you are in a environment that has pollution, that has a lot of smog, air quality is very important. So the studies for asthma, people with asthma, the closer they live to the highway, the poorer their air quality, the poorer their asthma is. So they need more and more medicine. So that tell you the exposure is still ongoing. Ngoài ra thì có lẽ là nhờ chị Hồng dịch tiếp là cái lịch câu trả lời của bác sĩ Saito. Như bác sĩ vừa nói đó thì một khi đó mà cái vấn đề này có ảnh hưởng tới tất cả mọi người mà expose to cái môi trường mà smoke. Mình có kinh nghiệm về điều này tại vì có một cái thời gian mình ở chung trong một cái cộng đồng gia đình người Việt của mình cũng hút thuốc. Thì trong nhà đó mặc dù nhà đóng kín cửa nhưng mà mỗi khi mà mình mở cửa ra đó thì mình có thể nghe được cái hửi được cái mùi thuốc từ ở bên ngoài bay vào. Do đó có nhiều người
như mà mình vừa nói rồi, kiểu như là rất là lơ là và không có chú trọng, tại vì đã là cái thói quen hút thuốc từ từ nhỏ cho tới lớn ở Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam mình, những người lớn và những trẻ em sống trong cái môi trường hút thuốc quá nhiều và họ cho đó là một điều tự nhiên, không có ảnh hưởng gì tới phổi cả. Nhưng khi mà tới qua tới Mỹ rồi đó thì mới biết được cái điều này rất là quan trọng. Cũng như bác sĩ Saito vừa nói, bất cứ một, cho dù những người chung quanh thôi mà mình hít thở vào cái môi trường mà có không khí của thuốc hoặc là hơi gas, mình cũng bị ảnh hưởng tới phổi của mình. Và những cái người mà sống gần highway là những cái nơi mà freeway chạy bụi bặm đó, thì khi mà họ sống gần chừng nào đó thì cái lân của những người đó, phổi của người đó càng làm việc yếu chừng đó, và họ cần phải có nhiều thuốc để mà trợ giúp. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta có thể tránh được bất cứ một trường hợp nào cũng vậy, chúng ta cũng có thể tránh được để mà giữ cho cái bầu khí nơi chúng ta cư ngụ hoặc là không khí chúng ta hít thở được trong sạch hơn. You were mentioned about people living in nearby the freeway or nearby the highway, that is a high risk patient, you know, case of having asthma or having lung disease. They have no choice. They have no choice. But what can they do within their home, mm-hmm. within their environment, you know, how to keep their environment in their home? Mm-hmm. Yeah, excellent question. So the things that we need to do to improve our air quality mm-hmm. Is very important. So if you live near the highway and you want the fresh air, don't open the window. Well, you know, especially people who has a backyard, they want to enjoy the backyard, you it's know? It's true. It's always a challenge, mm-hmm. right? But to understand the exposure, so it's like going out in the sun. You might enjoy the sun and there's some part of it that's yeah. good for you, but I think in our community we understand overexposure to the sun can cause skin damage cancer. And yeah. later on skin cancer. Mm-hmm. So the lungs is kind of like that, but you know, we call it a two-hit hypothesis. That means one exposure mm-hmm. means you're at risk. If you, for instance, start smoking or live in a toxic environment, that second exposure mm. now damaged the lungs, and now these are the adults who struggle with COPD, yeah. right? Which is chronic lung damage. Mm-hmm. Chị Julie có hỏi bác sĩ là có một cái số người mà có thể nói là không có điều kiện để mà cho mình một cái môi trường được trong sạch. Họ bắt buộc phải sống gần cái vùng freeway, thì họ phải làm cách nào để mà tránh được cái sự ô nhiễm của phổi của mình. Thì bác sĩ có nói là chỉ còn có một điều kiện là phải đóng cửa sổ lại. Nhưng mà nếu mà đóng cửa sổ lại thì mình không có cái cơ hội để mà enjoy cái môi trường mà fresh. Nhưng mà môi trường thiên nhiên. Nhưng mà thật sự ra cái môi trường thiên nhiên này không còn fresh nữa, thành thử cũng không nên enjoy. Nó cũng giống, bác sĩ có nói là nó cũng giống như là một số người khi ở bên Mỹ này lúc nào cũng khuyến khích mình là nên expose to the sun, nghĩa là đi phơi nắng để cho da nó được da nó được có cái màu tan và nó có vitamin D. Nhưng mà thật ra đó, khi mà phơi nắng nhiều quá đó thì sẽ bị cái trường hợp là bị cancer về da. Mà cancer về da thì nó lại bị nguy hiểm hơn về cái vitamin D, về cái thiếu vitamin D. Do đó đó, coi thử là mình nên ra ngoài nắng không, hoặc là mình sẽ ở trong nhà. Và đồng thời có một cái số người lớn tuổi đó, một khi mà họ bị ảnh hưởng tới cái môi trường mà xấu như vậy, ảnh hưởng tới lân, thì họ dẫn tới plasma, dẫn tới bị asthma, đồng thời đó cũng dẫn tới trường hợp mà bị COPD. COPD này có nghĩa là trường hợp bị những cái bệnh phổi về cái đường khí quản, bị kinh niên, nghĩa là phải sống một cuộc sống mà bị bệnh về đường khí quản. Vâng, rất tiếc là chúng ta không có thể, có những người mà không có cái điều kiện để mà được sống away from, tránh xa cái đường freeway, thì tuy nhiên chúng ta vẫn có những cách làm khác để mà giữ cho cái môi trường của chúng ta được trong sạch. Và vì thế cho nên cũng là một sự nhắc nhở cho quý vị là nếu quý vị sống ở gần những cái nơi mà gần highway, gần freeway thì
đóng cửa sổ lại, đóng hoặc cửa sổ lại, close the door, stay indoor. Well, sometimes they can go outside during the not during the rush hour. That's correct. So you have to, late at night. Yes, you have to exercise your judgment on the exposure. Right. So there's a plus and there's a minus. Right. You just have to understand there's a little bit more risk around you, right, and you want to be more mindful. Right. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở để bảo trợ cho Little Saigon TV cũng như là chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội.